Chấm. Ừ, chấm đi con, chấm đi. Giỏi. Phải tay dùng tay lẹ và cô chú nè. Giỏi, phải tay mi gió. Khởi tay đá lòng nhiều. Nhìn vô camera nè. Xin chào cả nhà. Xin chào. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn cơm với lại thịt heo luộc, chấm mắm nêm và rau củ luộc ăn với lại thịt ba chỉ ram. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình Khoai Tây nha. Ăn hết rồi, đúng rồi, ừ, hết rồi. Hết. Khoai Tây ạ, bà cô chú. Đó, bây giờ không có thèm nghe lời đâu mà. Khoai Tây ơi. Khoai Tây à, Khoai Tây ạ, bà cô chú cho má nghe nè. Khoai Tây. Khoai Tây ạ, bà cô chú. Giỏi. Khoai Tây mi gió nè. Khoai Tây đá lông nhiêu. Rồi, làm cho có vậy thôi mà nó làm là mừng lắm không bà cô chú, chứ nó bây giờ là ghê lắm. Không có phải sai cái gì là làm y xì cái đó đâu. Người ta có chính kiến riêng hết trơn, thích thì làm, thích thì thôi, chứ không phải là hả con rối đâu mà má kêu làm gì làm đó. Người ta là một cá thể độc lập, có suy nghĩ độc lập mà, phải không? Thôi chơi đi, má làm việc tiếp nha. Đây, hôm bữa mua một tảng thịt, bây giờ còn miếng thịt ba chỉ này nè, mình sẽ luộc lên rồi mình ăn chấm mắm nêm ha. Đây mình sẽ luộc cái miếng thịt heo này, bỏ gừng này, thêm một ít muối. Đây, đây là nấu canh cho khoai tây. Rồi bỏ su hào với lại để còn mua cái khác nữa, chứ để trong tủ lạnh lâu lắm rồi. Rồi bây giờ tắt bếp rồi đem đi đem đi xay. Bác có tay về rồi. Dạ. Anh thấy không còn sô cô la nữa. Và xin chào buổi sáng cho Alexi Gagason. Dạ. 16 Kilo da drin. Bitte, 16 Kilo Schokolade. Ja. Ja, das reicht, glaube ich. Bây giờ ba phải tay chuẩn bị. Da, willst du mich heute fern sofort schicken? Ja. Und dann, warum muss ich doch Schuhe ausziehen? Die Hände waschen. Okay. Rồi ba phải tay với là phải tay chuẩn bị đi siêu thị. Oder schon ich mich schicken? Kannst du auch, wenn du willst. Ja. Đây, canh thịt của khoai tây, thịt với lợi su hào và bông cải xanh. Bây giờ mình sẽ luộc cái mớ rau củ này ha. Nay bác khoai tây chuẩn bị đẩy khoai tây đi siêu thị, còn má khoai tây ở nhà nấu ăn cho nó xong mà. Chứ cả nhà đi hết rồi xong về nấu ăn tiếp thì về trễ quá cho khoai tây, mà khoai tây 8 giờ là phải đi ngủ. Đó 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 đó. Rồi ta sẽ mua sản phẩm jacket. Survive ha. Oh nein. Okay, mache ich, schau mal. Aber gut. Nein, du. Da. Sí, au, đen. Nó tiếng Đức với bà nó ở đen. Ok, chị sí, bye bye. Bye bye má nè, bye bye. Bye bye má, bye bye. Ba đưa con đi, ba đưa con đi siêu thị, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye.
Bye. Ê, nóng hay là có này lên một hàng. Em rau củ đã sôi chín rồi đây. Lên một ít mắm, một ít xì dầu, một ít bột tỏi, một ít bột ớt, một ít bột cà ri. Còn một ít nước, hành lá. Ok, bây giờ mình sẽ cắt miếng miếng ra nha. Ok, ta ta. Giờ khoai tây cao rồi cho nên là trên bàn đồ là cầm chén cầm muỗng bỏ lên được rồi hả? Có thể là lấy được ở trên bàn xuống luôn. Đó, để mà để gần mép bàn là ẻm là giới tới hết á. Tại bây giờ cao hơn cái bàn không mà cô chú. Cái nào mà mua cho? Mắm nêm. Rồi con ăn đi. Hôm nay gia đình khoai tây ăn thịt heo luộc với lại chấm mắm nêm. Còn đây là thịt ba chỉ ram ăn chung với lại rau củ luộc. À, xin mời cả nhà cùng ăn tối gia đình khoai tây nha. Xin mời cả nhà. Đâu cũng ăn cái gì đâu. Ok, ít ít ta. Con sao? Con muốn lấy cái này hả? Rồi. Rồi bỏ vô dĩa cho con nè. Được chưa? Ta ta chi xem. Miss sauce. I can flash in sauce. Aber es war auch noch gut. Ja. Wirklich? Ha? Was? Mit Gummi. Warum komme ich? Nein. Das ist mehr. Ein bisschen Curry, oder? Danke. Wie Soße. Ja. Cho con rau củ nè, ăn hay không?
bỏ cho má. Khoai tây không có ăn rau củ luộc này đâu. Đó là lý do mà khi mà nấu canh á là xay ra cho khoai tây luôn, là lát nó bỏ cơm vô trộn rồi đút vô khoai tây thì lúc đó khoai tây mới ăn rau. Còn bình thường nó làm trái cây là khoai tây tự ăn tự cầm cắn luôn thoải mái, thì má khoai tây cũng yên tâm á, làm con có thể ăn trái cây nhiều cho nên là ăn ít rau củ này cũng được. Nhưng mà thực chất luôn á là đút cơm vô khoai tây lúc nào cũng có rau củ hết á. Đồ ăn mua cho khoai tây cũng chủ yếu là rau củ, người ta cũng làm từ rau củ là chủ yếu. Có mặn này cũng đưa cho ba. Có hấp canh nè. Ngon không? Hấp nè. Không. Không không? Ăn nó ngon không? Không. Ngon không cháu? Còn cái việc mà má khoai tây cho khoai tây ăn bở, thực ra là lâu lâu Dĩnh mới cho ăn một lần chứ không phải là bữa nào cũng cho ăn. Ví dụ như đó, ví dụ nấu canh nè, là đa số là má khoai tây lấy thịt nạc nấu không à, lạng miếng thịt nạc ra. Tay nạc ra lâu quá cô giúp. Rồi, phải lâu rồi dân. Đã cho sống rồi, mến phôi. I can't eat this super quýnh xịt hả? Sự phêu ôi gôn đang khuyên em viết thật rồi mà anh. Hãy xin mời phê. Hãy nói lại thật sống. Hai đập lên. Tại vì cái da đó nó nguội lại bắt đầu nó dính dính với nhau. Nó không biết xử lý sao. Biết. Khoai tây biết xử lý ha mà ba không biết xử lý. Thêm không? Thịt mà có nêm gia vị không? Cho tay thích lắm. Đánh bạch mít mà nó biết ăn ghê luôn á. Nên bấy miếng cơm cho khoai tây nha. Còn này, ăn thịt hết đi, để xong ăn qua cơm ha, sao? Mỗi bữa ăn của khoai tây không có ít đâu mọi người ơi. Khoai tây ăn cũng được lắm. Ví dụ như ba má khoai tây sẽ cho khoai tây tự ăn như vậy ha. Sau đó là bắt đầu mình sẽ đút thêm cơm. Thường á là một tô như vậy nhưng mà không có đút hết, đút khoảng cỡ 2/3 thôi, cộng thêm khoai tây tự ăn nữa. Đó là một lần ăn của khoai tây cho một bữa. Chưa kể là trái cây khoai tây hay ăn giữa các bữa nữa. Nhưng mà tại do có thể là khoai tây giống ba cái thể trạng á là nó ốm cao, cho nên là không có tròn. Cái lúc trước á là khoai tây là trộn giấy rất là tròn, là cũng một phần là nhờ chắc là sữa của má khoai tây mát á, cho nên thành ra là con rất là tròn. Bây giờ lớn lớn thì càng lớn càng giống ba nữa. Vừa hết hết trong ha, con hết ăn hết. Tại gì á, khoai tây á, một ngày á, ị tới 3 lần luôn. Tôi chứng tỏ là tiêu hóa khoai tây cũng tốt lắm.
Ông Hiếm, mấy cái trống này là kiểu lúc đây còn nhỏ như khoai tây đó. Nó ị ít lắm, mà khoai tây ị nhiều. Không hiểu sao giờ ớt. Có cho ăn hạt nữa, còn sữa. Sữa công thức đó là má khoai tây bổ sung bằng cách làm mình quậy sữa lên rồi xong sau đó là bỏ yến mạch vô, làm cháo yến mạch cho khoai tây ăn sáng. Chứ khoai tây không chịu uống sữa ngoài. Dù biết bao nhiêu lần. Không là không. Không có chịu uống sữa ngoài. Nên là phải làm cháo yến mạch bằng sữa công thức á. Hoặc là cái sữa công thức đó là má khoai tây sẽ làm bánh cho khoai tây như là bánh khoai lang hay bánh chuối đồ á cho khoai tây ăn, thường là như vậy. Mình cũng cố gắng bổ sung cái này cái kia cho khoai tây, nhưng mà đợt đó mong bữa đi các sĩ nó không xong vấn đề hết. Bé làm hơi dài vậy là ổn rồi. Với lại cân nặng thì để theo dõi tiếp, chứ hiện tại cân nặng là vẫn trong vòng kiểm soát. Ờ, cho bác con ăn nữa đi cho bác. Đưa cho bác. Đưa ta. Thịt tăm và cô chú thịt nó dai quá. Sao? Dai. Sao con? Dai. Sao? Sao bây giờ nó sao? Đã ra. Hồi chờ mọi người nè. Bác ta phải xuống một khuôn mịt. She want to miss gross focus fun. Nước hả? Đây là nước quốc hả? À, má cho cái tay uống nước này nè. Ngồi đây. Đây đây nước mới luộc rau nè. Ngon lắm, uống thử đi. Uống thử đi. Ừ, nó uống nè. Không uống hả? Thơm. Wow. Thôi ra. Đó, ba cũng uống mà. Ta ta, cũng ly. Cũng ly. Rồi ly. Yeah. 1 2 3 vô. 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 Nó vẫn thích uống nước trắng hơn. Ai nè, uống miếng nè. Ốp, mày để qua bên ha, để qua bên nha. Nhâm. Cái gì nè, bà cô chú thì có một lần á. Tức là coi tay nhìn thấy cái nước có màu đục sữa là không uống. Cho nên là má coi tay phải bỏ sữa vô cái ly này, tức là em sẽ không nhìn thấy. Nhưng mà em vừa uống cái nhấp cái em không uống nữa. Đẩy ra liền. Chứ không phải là người ta dễ lường gạt đâu. Người ta ghê lắm bà cô chú. Mình cho phải viên sự cố sơ sự phật khắc phó rất. Mình gì hút xí xích mình sống à vừa phật khắc xéo vơ phật gần sơ có chú bé sức bằng kinh nhé mình đắng nghe nha bà mà áo vơ áo vơ à đau quá à đau quá hả ai mà dữ gì à, ai mà hung dữ mà nóng tính dễ sợ luôn rồi ai vậy rồi ha đập đánh chiếc xe chi được đâu cái tay của mình á không được không vậy là không có tốt không phải tay không con không được nóng tính như vậy không
không cười nữa, không nói chuyện với khoai tây nữa. Nói gì khoai tây hả, giỡn mặt không à. Come. Cho ta tu muska tu phần da xì. Lemon. Yeah. Hết rồi hả? Ừ, nè, nó cho không? Tiếng. Nè, nè, nè. Chào cái miếng mà... Tiếng. Thịt luộc. Coi em. Làm sao? Nghe á. Ngồi chết cái chứng cân. Không ăn liền ha, biết mà cuộc sống mà đó, biết đó, đâu thèm đâu. Thích thích thịt có gia vị hơn. Đó, thấy không? Người ta sành ăn lắm. Má không có gặp được đâu. Thấy cái tổ, có con nè, con có con còn thấy không? Con. Tất cả mọi người mít kê vus is cắt a fan ở nơi dì dưa ono xin xin by Rosman's coffin or the mousse by apotheker? Prospan? Yeah, Prospan for kinder. Who? Apotheker. Apotheker? Đang mong bình phan ghi nắp apotheker, hả? Mousse this tablet from the I'm also out for a different call from Bruce Fall. Đây hả? Bữa cho ba. Bữa cho ba. Ngon nữa hả? Bữa cho má. Cho bạn kìa. Ăn thịt hả? Đây. Nó ngoài một chút xem. Khỏe không? Khắc được. Bây giờ khoai tây ra nó cho nó bánh nó cầm hai cái tay nó ăn xong cái hết đưa hai tay ra hết nhìn cái khác.
ăn giặt nè, ăn trái cây nè. Rồi, ăn thịt nè. Thì ok. Nhưng mà sao ăn cơm rồi ăn rau củ nó không chịu. Còn lúc ăn cơm thì hôm nay hôm nọ. Cơm thì ví dụ tuần mà cho ăn hai bữa thì có thể ok. Mà cơm bữa nay là lần thứ ba rồi. Hôm nay không thích nữa. Phải đổi món liên tục. Cho khoai tây vô nè. Có nhiều lắm món à, đổi đâu có nổi. Đổi qua đây là cũng có nhiều món. Thật sự luôn đó là cái siêu thị gần nhà này nó không có phong phú á. Thôi khoai tây ráng chờ thêm tuần đó con ha. Vì vậy ra cái mình ăn thì là phong phú hơn gì. Giang bằng ngoài khoai tây mua đồ gì chỗ khoai tây đó. Nó phải sẵn không? Một cá nữa. Hết hả? Thịt đồ trong khoai tây nè. Bắp đồ khoai đồ. Một cái khoai tây luôn. Cho gia đình ăn Tết luôn. Ba khoai tây cũng rất là thích ăn mấy cái loại khoai. Khoai lang anh không thích mà. Khoai sọ đồ anh cũng thích. Tại nhất là khoai sọ mà mình nấu canh nó ngon. Anh thích ăn lắm. À ha. Cơm của khoai tây đây. Má nó chen canh vô cho con nha hả? Để ba đút cho con. Hát đi ba hát nè. Ba hát đi. Hát hay là hết? Hát. Từ cái từ hết tới từ hát mà nó nói gần quá. Hết hả? Hát hả? À, một con vịt trẻ. Bà ơi bà cháu yêu bà vui. Con kêu ba hát đi. Con kêu ba đi, kêu ba hát. Con kêu ba á. Kêu ba hát trong kêu ba đi. Kêu ba hát đi con. Một con vịt xì ra hai cái canh. Ta ta phút cây cho phèn hả? Nè con, đây con xúc ăn anh. Đây, tô cơm của khoai tây là ba khoai tây xì lúc cho khoai tây ăn nè. Bữa cơm của gia đình khoai tây đã kết thúc rồi đó mọi cô chú ơi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Xin hẹn gặp lại những video sau. Bye bye, khoai tây vòng tay lại ạ mọi cô chú. Vòng tay lại con, vòng tay. Ôi giời. Rồi con thầy bye bye đi, bye bye khoai tây nè, bye bye. Bye bye, hẹn gặp lại.